là bài bản, rất cơ bản, rất là basic. Được phá vỡ cái tiếng Anh bằng không của mình đấy, thì mình được có một động lực hơn. Phương pháp của cô thì rất là hay, giúp cho mình dễ học và nó ghi nhớ được luôn. Thực sự là rất là tuyệt vời, cảm thấy em tiếp nhận được cái kiến thức này rất là nhiều. Very good.